biểu tại sự kiện vận động tranh cử tối 30 tháng 10 ở sân vận động Red Center, bang chiến trường Wisconsin, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích chính quyền Biden Harris về vấn đề nhập cư, cáo buộc họ nhập khẩu tội phạm di cư vào Mỹ và tấn công cưỡng bức giết hại phụ nữ trẻ em Mỹ. Ông Trump tuyên bố, bất kỳ ai để đám quái vật đó bắt cóc sát hại trẻ em chúng ta đều không xứng đáng đến gần phòng bầu dục. Tôi muốn bảo vệ phụ nữ Mỹ và tôi sẽ làm thế, dù họ thích hay không. Ông Trump sau đó mô tả cách mình sẽ bảo vệ phụ nữ. Ứng viên Đảng Cộng Hòa tiết lộ các cố vấn đã thúc giục ông ngừng sử dụng câu khẩu hiệu quen thuộc trong các cuộc vận động về mong muốn bảo vệ phụ nữ vì cho rằng nói như vậy rất không phù hợp. Ông Trump nói, tôi đã nói rằng được thôi, tôi sẽ làm điều đó bất kể phụ nữ có thích hay không, tôi sẽ bảo vệ họ. Theo đài CBS, ứng viên Đảng Cộng Hòa tiếp tục hỏi đám đông và nhận được tràng pháo tay. Có người phụ nữ nào trong sân vận động khổng lồ này không muốn được bảo vệ không? Có người phụ nữ nào trong sân vận động này muốn được tổng thống bảo vệ không? Trong những tháng gần đây, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội và trong các bài phát biểu của mình rằng ông sẽ bảo vệ phụ nữ ở Mỹ bằng cách làm cho cộng đồng của họ an toàn hơn và bằng cách đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ đến việc phá thai. Đáp lại, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris ngày 31 tháng 10 cho biết, phát biểu của ông Trump xúc phạm phụ nữ nặng nề, cáo buộc ông phớt lờ quyền và khả năng tự quyết của phụ nữ với cuộc sống, cơ thể của chính họ. Bà Harris nhận định rằng phát ngôn trên chỉ là một trong số một loạt tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump. Những phát biểu này tiết lộ cách nghĩ của cựu tổng thống về phụ nữ và danh tính của họ. Xuyên suốt quá trình tranh cử, tầm nhìn về quyền tự do sinh sản của ông Trump không được thể hiện một cách rõ ràng và nhất quán. Ông Trump từng bày tỏ lập trường rằng quyền tự do sinh sản nên được quyết định bởi từng tiểu bang. Ông tuyên bố bản thân sẽ không ký sắc lệnh cấm phá thai trên phạm vi toàn quốc. Cựu Tổng thống cũng nói rằng ông sẽ đảm bảo những phương thức điều trị sinh sản như thụ tinh ống nghiệp IVF trở nên miễn phí cho phụ nữ. Ông Trump tuyên bố bảo vệ phụ nữ trong bối cảnh thăm dò của CBS News đã chỉ ra cử tri nữ ủng hộ ứng viên dân chủ nhiều hơn. Dẫn kết quả phân tích hơn 15.000 câu trả lời trong các cuộc thăm dò của Reuters IPSOS được thực hiện trong tháng 10, tính đến ngày 21 tháng 10, cho thấy ông Trump hiện chỉ kém Phó Tổng thống Harris 2 điểm, trong số những cử tri nam giới gốc Latin với tỷ lệ 44% đến 46%. Qua đó, thu hẹp khoảng cách đáng kể so với mức thua tới 19 điểm của ông so với ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ vào cùng thời điểm này của kỳ bầu cử năm 2020. Trong khi đó, lợi thế của ông Trump liên quan nhóm cử tri da trắng đã bị xóa mờ nhờ bởi sự ủng hộ ngày càng tăng đối với bà Harris trong số phụ nữ da trắng. Thành phần cử tri này đã ủng hộ ông Trump nhiều hơn ông Biden 12 điểm vào cuối năm 2020, nhưng hiện họ chỉ còn ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hơn ứng cử viên Dân Chủ 3 điểm 46% so với 43%. Nhiều công đoàn tại Mỹ lâu nay ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã thu hút được sự ủng hộ từ khu vực này, tạo ra thách thức đáng kể đối với bà Harris trong cuộc bầu cử năm nay. Khi ngày bầu cử Mỹ đến gần, Phó Tổng thống Kamala Harris Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn trong việc nhận được sự ủng hộ từ các tình nguyện viên nam giới trong một số công đoàn lao động, lực lượng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch vận động bầu cử. Bà Lee Suler, chủ tịch của AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất Mỹ, cho rằng một phần nguyên nhân là do định kiến giới. Bà nói: "Thật lòng mà nói, một số người nhìn vào ứng viên nữ và lập tức cho rằng cô ấy không phù hợp với vai trò lãnh đạo. Không ai nghi ngờ Donald Trump theo cách đó." Điều này đặc biệt thấy rõ tại các công đoàn trong ngành xây dựng như điện và ống nước, với đa số thành viên là nam giới da trắng. Ngược lại, ở các công đoàn dịch vụ có sự đa dạng hơn khi bà Harris đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nữ giới. Một cuộc thăm dò của Reuters IPSOS gần đây cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 36% trong nhóm người thuộc các gia đình có thành viên tham gia công đoàn, dù mức ủng hộ giảm nhẹ so với ông Biden thời điểm năm 2020 sự ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ở một số khu vực như Racine, Wisconsin. Tuy nhiên, công đoàn quốc tế của Teamster với 1,3 triệu thành viên trên khắp nước Mỹ đã không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong năm nay. Khi kết quả thăm dò nội bộ cho thấy ông Trump vẫn đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 59,6% và 34%. Tầm quan trọng của phiếu bầu cử từ công đoàn không thể bị xem nhẹ, đặc biệt ở các bang then chốt như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin nơi công nhân công đoàn chiếm 1 phần 5 số cử tri. Các thành viên công đoàn cũng là lực lượng chính trong chiến dịch Get Out the Vote của Đảng Dân Chủ, đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cử tri tại các bang trọng yếu. Bà Harris đã bác bỏ quan ngại rằng định kiến giới có thể cản trở cơ hội của mình, tuyên bố rằng đất nước hoàn toàn sẵn sàng bầu một nữ tổng thống. Phá thai từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trong chính trường Mỹ. Tuy nhiên mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi toán tối cao nước này đảo ngược phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022 dẫn đến việc chấm dứt quyền phá thai được hiến pháp bảo vệ gần 50 năm. Theo tổ chức KFF, cứ 6 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Mỹ thì có một người cho rằng phá thai là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử năm nay. Một bài khảo sát của New York Times công bố vào tháng 10 cũng cho thấy phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với các cử tri, chỉ đứng sau kinh tế. Bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền phá thai trong chiến dịch tranh cử, cam kết sẽ bảo vệ và mở rộng quyền tự do sinh sản. Trong khi đó, ông Trump, người từng nhiệt tình ủng hộ phán quyết của tòa án tối cao đối với quyền phá thai, trong thời gian gần đây đã nhiều lần thay đổi quan điểm. Hồi tháng 4, ông Trump đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa không nên có lập trường quá cứng rắn về vấn đề quyền phá thai trước cuộc bầu cử vào tháng 11, cảnh báo rằng vấn đề này có thể khiến Đảng Cộng Hòa mất ghế Tổng thống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội True Social, ông Trump đã nhắc đích danh tới Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ông Graham đang có cách tiếp cận khá cứng rắn về vấn đề này, trong khi ông Trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông Trump nói, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham gây bất ngờ lớn cho Đảng Cộng hòa và đất nước chúng ta. Đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này, tức quyền phá thai, và họ muốn tiếp tục duy trì nó miễn là Đảng Cộng hòa sẽ cho phép họ làm như vậy động thái này của ông Trump khiến phe bảo thủ và các nhóm phản đối quyền phá thai cảm thấy thất vọng, nhất là khi vào đầu tháng 10, ông cho biết sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu trở thành tân tổng thống và ủng hộ việc trao quyền quyết định vấn đề này cho từng tiểu bang. Vợ ông và là cựu đệ nhất phu nhân Melanie Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền phá thai. Trong cuộc bầu cử sắp tới, người dân ở 10 tiểu bang sẽ có cơ hội quyết định liệu quyền phá thai có được đưa vào hiến pháp của tiểu bang mình hay không. Các bang này bao gồm Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, New York và South Dakota với những quy định khác nhau về quyền phá thai. Trong kế hoạch xây dựng một chính quyền mới vừa được công bố, ông Trump tiết lộ sẽ giành một vị trí đối thủ cũ, Robert F Kennedy Jr. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định Điều này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump khi cuộc đua đang tiến gần về đích. Trong thời gian tham gia chính trường với tư cách một đảng viên dân chủ, ông Robert F. Kennedy Jr. đã nhiều lần công khai chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ. Một trong những đoàn tấn công chính mà ông Kennedy nhắm thẳng vào đối thủ Trump trong năm tranh cử 2024 là tuyên bố cáo buộc ông chủ cũ Nhà Trắng phạm tội tham nhũng. Theo ông Kennedy, ông Trump đã giao chính quyền của mình cho những người vận động hành lang doanh nghiệp và các nhóm lợi ích đặc biệt, khiến nền chính trị Mỹ không còn trong sạch. Mọi chuyện đột ngột sẽ hướng sau cái bắt tay bất ngờ giữa cựu ứng viên dân chủ Kennedy Jr. và người đại diện tranh cử của Đảng Cộng hòa Trump tại một cuộc vận động ở Desert Diamond Arena, Arizona ngày 23 tháng 8 năm 2024. Đó cũng là lúc ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. rút tên khỏi lá phiếu của 10 bang chiến trường và tuyên bố sẽ hậu thuẫn ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Kennedy cũng tiềm ẩn rủi ro đối với cựu Tổng thống khi phe Dân Chủ đang tìm mọi cách khắc họa ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa với các mối quan hệ kỳ lạ là hiểm họa đối với đất nước. Theo các nhà quan sát nhận định, phần lớn những gì ông Kennedy đang nỗ lực thúc đẩy đều có vẻ tích cực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ủy ban tranh cử Make America Healthy Again của ông hứa hẹn sẽ tập trung vào các hoạt động nông nghiệp tái tạo, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và loại bỏ độc tố khỏi thực phẩm, nước và không khí của con người. Tuy nhiên, những ý tưởng đó vẫn thiếu chi tiết. Chưa kể bản thân ông Kennedy cũng vướng phải nhiều sự chỉ trích kể từ khi rời đảng dân chủ để ra tranh cử tự do. Lý lịch tư pháp không hoàn toàn trong sạch với một lần bị bắt giam và nhiều tuyên bố gây tranh cãi cũng khiến ông Kennedy Jr. khó thu hút được sự ủng hộ từ cử tri. Ngoài ra, hồi tháng 9, ông Kennedy Jr. cho biết bản thân chỉ đình chỉ chiến dịch tranh cử chứ không chấm dứt hoàn toàn. Ông cũng rút tên khỏi lá phiếu của mấy bang chiến trường, trong khi vẫn giữ tên trên lá phiếu của những bang còn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc ứng viên tự do này vẫn là một trong những đối thủ tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Dù mức độ ảnh hưởng của ông tới cuộc đua không lớn như Phó Tổng thống Kamala Harris, các nhà phân tích nhận định, dù các ứng cử viên của bên thứ ba khó có thể giành chiến thắng, nhưng cũng không phủ nhận rằng họ vẫn có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua bằng cách thúc đẩy một trong những ứng cử viên của đảng lớn đắc cử trong khi nhiều người vẫn khẳng định cử tri mỹ xứng đáng được lựa chọn và các ứng cử viên độc lập buộc những người được đề cử của đảng lớn phải chú ý đến các vấn đề thường xuyên bị bỏ qua. Có ý kiến cho rằng những cái tên đến từ bên thứ ba không khác gì những kẻ phá đám. Ứng viên Kennedy Jr có thể gây tác động lớn nhất ở các bang chiến trường, nơi ông đã kêu gọi người dân ủng hộ bỏ phiếu cho ông Trump. Tên của ông sẽ vẫn xuất hiện trên lá phiếu ở các bang chiến trường Wisconsin và Michigan. Sau khi hai bang này từ chối xóa tên ông khỏi phiếu bầu, một tháng sau, khi yêu cầu giới chức New York giữ tên mình trên lá phiếu bầu tổng thống của tiểu bang này, ngày 30 tháng 10 ông Kennedy Jr đã yêu cầu tòa án tối cao xóa tên mình khỏi những lá phiếu tại tiểu bang chiến trường Wisconsin. Ông Kennedy cũng có ý định đưa khiếu nại tương tự lên tòa án tối cao để được biến mất khỏi ngày bầu cử ở Michigan. Tuy nhiên, tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu này của ông Kennedy Jr vào ngày 30 tháng 10. Phán quyết trên của tòa án có thể khiến tỷ lệ ủng hộ bị chia nhỏ và ảnh hưởng đến cựu tổng thống, đặc biệt khi bang Michigan và Wisconsin là hai bang dao động, nơi ông Trump đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ Kamala Harris.